Xin chào các anh chị và các bạn. Trước mặt của anh chị và các bạn đây là ngã tư Lê Lợi và Bách Tuân. Bên kia thì là kem Bạch Đằng ha. Kem Bạch Đằng, tòa nhà kem Bạch Đằng năm xưa. Tại sao chúng ta thấy không rõ. Thì ngày xưa phía trước đây là cái khoảng trống trống đây là bây giờ thương xá tắc đã không còn nữa ha, để thay thế cho trong cái building mới. Thì đường Bách Tuân là một con đường mà phải nói là xưa nhất Sài Gòn. Thì đầu đường Bách Tuân là bến Chương Dương và kết thúc là đường Trần Quốc Toản. Thì hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi dọc theo con đường Bách Tuân và đi đến con đường Võ Duy Huy ngày xưa. Võ Duy Huy ngày xưa nghĩa bây giờ là đường Hồ Tùng Mậu. Thì bây giờ Sài Gòn là hơn 8 giờ tối. Thì ngay đây có cái Sài Gòn Center. Center ngày xưa bây giờ là cái siêu thị Takashimaya, là cái siêu thị, một trong những siêu thị VIP nhất Sài Gòn hiện nay. Tối quá ta thấy không rõ. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Cuối đường này thì chúng ta sẽ đi đến bến Chương Dương, nhưng mà chúng ta sẽ không đi đến cuối mà đến ngã tư này. Thì chúng ta ngã ba này thì chúng ta sẽ quẹo trái. Con đường Master là một con đường một chiều ha, một chiều hướng về sân bay, hướng về Trần Quốc Toản. Cái lối vào của Sài Gòn Center nè. Hiện nay thì Sài Gòn rất là nóng, nóng đổ lửa luôn. Người ta dùng từ đổ lửa nghĩa là rất là nóng. Nên cô chú anh chị các bạn mình có đi đến Sài Gòn thì mình nên cẩn thận vào mùa hè ha. Hạn chế ra đường buổi trưa. Chúng ta đang ở ngã ba Bách Tuân và Tôn Thất Hiệp. Hiện ta sẽ đi dọc theo con đường Tôn Thất Hiệp và đi đến đường Võ Duy Huy. Bây giờ là bạn đồng nhỏ đang chơi trong Sài Gòn Center, thì trong khi bạn đồng nhỏ đi chơi thì chúng ta lại đi một vòng đây nha. Ở đây thì có ngôi chùa Trà nè. Ngôi chùa Trà. Xin lỗi cô chú anh chị, có điện thoại của nị. Alo. Dậy chưa? Sao? Đang ngoài Tôn Thất Hiệp nè. Biết là còn hỏi. Rồi vậy nè. Rồi vậy nè. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Đây là ngôi chùa của Ấn Độ. Nị gọi khoảng nửa tiếng nữa về thì chúng ta đi một vòng nữa thôi thì chúng ta sẽ quay lại ha. Ở buổi sáng ở đây có cái quán hủ tiếu Thanh Xuân nè, tên nghe cũng rất là hay nha, giống như hủ tiếu Nam Vang vậy nhưng mà làm theo phong cách Sài Gòn. Cũng rất là ngon. Bán trong con hẻm nhỏ nhỏ kế bên Sài Gòn. Ôi, kế bên ba Sài Gòn này nè. Con hẻm nhỏ này nè.
đây có cái quán cơm Bà Cả, hay là cơm Đồng Nhân, cũng rất là ngon nha. Sài Gòn xe máy rất là nhiều luôn, cái bãi xe của buffet Funny, buffet kem. Đây có một cái dãy nhà đồng kiến trúc nè, nhưng mà rất tiếc là buổi tối nên chúng ta không có thấy rõ được. Nhìn rất là đẹp ha. Chung cư 42 Tôn Thất Hiệp. Rồi, chúng ta đang ở ngã ba đường Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Hiệp. Đi xíu nữa theo hướng này thì chúng ta sẽ đến chợ cũ nè, nơi mà có rất là nhiều kỷ niệm của các anh chị và các bạn. Hành trình chúng ta hôm nay thì không có đi đường Tôn Thất Đạm ha, mà chúng ta sẽ đi đến đường Võ Duy Nguy, là đường Hồ Tùng Mậu. Hôm nào thì chúng ta lại quay lại chợ cũ nữa nha. Hôm nay mình đi dạo một vòng đây chơi, xem đường Võ Duy Huy về đêm như thế nào ha. Mình đi tí nữa thì sẽ đến đường Nguyễn Huệ. Khu này bán đồ điện ngày xưa, bán tivi đồ rất là nhiều nè, tivi rồi đầu đĩa camera những thập niên 90. Đây chúng ta đang ở giao lộ Hồ Tùng Mậu và Tôn Thất Hiệp. Chúng ta đang ở phía sau này, là phía sau của tòa nhà Sinh Hoa nè. Phía trước thì có quán cà phê rất là mát mẻ ha. Tí nữa thì là đường Nguyễn Huệ, đường phố đi bộ. Rồi chúng ta tiếp tục hành trình. Sôi động như là bên quận 4. Đây là giao lộ giữa đường Hồ Tùng Mậu, đường Huỳnh Thúc Kháng. Huỳnh Thúc Kháng theo hướng này chúng ta sẽ đến vòng xoay một bên Quách Thị Trang, chợ Bến Thành. Cuối đường này thì chúng ta sẽ có một cái tiệm bánh Như Lan rất là nổi tiếng. Ở đây có cái bãi xe nè, nên chị các bạn có đi phố đi bộ thì mình sẽ gửi xe ở đây, và mình đi lang thang rồi mình lấy xe. Ở đây thì có quán cà phê nè. Ở đây thì không có ồn ào tấp nập hối hả như ở quận 4, nhưng mà
cũng cũng không thua gì các quận khác. Nếu mà bây giờ chúng ta ở quận 6 hay là quận Tân Bình hay là Bình Chánh hay là Hóc Môn, Củ Chi thì giờ này có lẽ bà con sẽ đóng cửa đi ngủ. Con đường này thì có lẽ những hình ảnh ngày xưa đã không còn. Ở đây có số 88, 88 Võ Duy Huy nè, 88 Hồ Tùng Mậu. Thì không biết ngày xưa là công trình gì nhưng mà bây giờ thì để trống rồi, nhà cho thuê luôn rồi. Thôi gỡ những cái bảng hiệu ra. Ở quận Phú Nhuận, Phú Nhuận cũng có đường Võ Duy Huy. Còn ở đây cũng có đường Võ Duy Huy nhưng mà Võ Duy Huy Sài Gòn. Thì cuối đường Tôn Thất Hiệp là hồi xưa là, ôi cuối đường Hồ Tùng Mậu ngày xưa là cái chợ chợ Cầu Móng ở bến bến Trương Dương. Ở đây những hình ảnh ngày xưa đã không còn, tại vì những cái bảng hiệu được phủ kín cái bề mặt tiền của dãy phố là chúng ta không nhìn thấy được ha. Rồi, mình đến đây là phía dưới tòa nhà Bitexco nè. Ở đây có quán cà phê rồi. Ai thích thì mình lên tầng trên cao đúng cà phê nè. Rất là cao ha. Rồi đến đây thì các em xin tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh cái đường Võ Duy Huy ngày nay là đường Hồ Tùng Mậu, gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem. Để có dịp chúng ta đến Sài Gòn thì mình tham khảo ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là cái tiệm bánh Như Lan. Rất là lớn luôn ha. Nhìn ở đây là đường Hàm Nghi.